chúng ta sắp đến thị trấn Xuân Mai Hòa Bình rồi. Chỉ còn một đoạn ngắn là thôi, đây là khu chợ. Ở đây gió như thế là phải bịn thôi. Rất là nhiều xe luôn các bạn. Thì không biết người ta dừng xe ở đây để làm gì nữa. Bán xe rất nhiều xe này.